chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ mẫu nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc nội thất ATZ. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở góc bên phải màn hình và kích vào quả chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, hãy đến với thiết kế đẹp nhất của ngày hôm nay. Trên màn hình quý anh chị và các bạn đang thấy là mẫu nhà mái thái 2 tầng được nhà đẹp ATZ thiết kế cho gia đình anh Hải ở Lạng Sơn. Hiện nay, phong cách nhà mái thái đang là xu hướng được nhiều gia chủ lựa chọn bởi sự tối ưu về diện tích, tính thẩm mỹ cao, thích hợp cho cuộc sống hiện đại của mỗi gia đình Việt. Đội ngũ kiến trúc sư của nhà đẹp ATZ luôn biết được khách hàng của mình có gì và cần gì. Bởi lẽ, khi lên phương án mặt bằng và phối cảnh mặt tiền, mỗi khách hàng sẽ có một sở thích và yêu cầu riêng. Để đưa ra được phương án, mẫu nhà mà quý anh chị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, đội ngũ kiến trúc sư của nhà đẹp ATZ và gia chủ đã cùng nhau bàn bạc đưa ra rất nhiều phương án để đi đến sự thống nhất chung. Mẫu nhà vừa có nét hiện đại của xu thế nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống của người Việt. Sự tinh tế, sang trọng toát lên từ những chi tiết nhỏ nhất. Ngôi nhà được thiết kế với tổng diện tích sử dụng của cả hai sàn là khoảng 200m², chưa bao gồm sảnh chính. Với công năng bao gồm 1 phòng khách, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 2 khu vệ sinh và 1 phòng sinh hoạt chung. Nhìn vào phối cảnh 3D này, quý vị có thể thấy rõ căn nhà hoàn hảo cả về màu sắc lẫn hình khối. Ngôi nhà nổi bật với sân tường màu trắng sữa, mái ngói đỏ tươi mang đến cảm giác trẻ trung, tinh tế và sang trọng. Bao quát chân tường cũng như bên dưới và bên trên cửa sổ được sơn màu vàng nhạt, tông trầm. Đây là điểm nhấn quan trọng của công trình này giúp tổng thể trở nên hài hòa và thu hút ánh nhìn. Cửa sổ được thiết kế phần mi nhấn. Đây là điểm nhấn quan trọng của ngôi nhà, vừa tạo hình khối, vừa làm giảm sự ảnh hưởng của ngoại cảnh lên công trình khi thời tiết xấu. Chân móng được ốp đá cẩm thạch tối màu, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa tránh bụi bẩn, cũng như khi thời tiết xấu sẽ không ảnh hưởng đến mỹ quan của ngôi nhà. Bao quát chân tường là hệ thống bồn hoa và cây cảnh, vừa có tác dụng làm đẹp cho công trình, vừa cải tạo không gian sống cho gia chủ, giúp ngôi nhà hòa mình vào thiên nhiên. Tại sảnh chính, được bố trí hệ cột vuông, chân cột được đắp đá tự nhiên, thân hệ cột được trang trí bằng các đường kẻ chỉ bản to. Đây là điểm nhấn của công trình, giúp công trình phô diễn những đường nét kiên cố, vững chãi. Công trình được thiết kế nền móng cao với 5 bậc tam cấp, vừa thông thoáng vừa tạo được hình khối cân đối, hài hòa. Bậc tam cấp là điểm nối quan trọng giữa sân và nền nhà trong công trình. Ngoài ra, khi được xây dựng hợp lý với tỷ lệ vàng về chiều cao với bề mặt bậc cân đối sẽ giúp cho gia chủ không chỉ thuận tiện trong việc di chuyển mà còn giúp tăng vận khí cho gia chủ. Khi xây bậc tam cấp, chúng tôi luôn tính toán và cân nhắc rất kỹ lưỡng sao cho phù hợp với quy luật tam sinh, ngũ hành. Theo thuyết phong thủy, 5 bậc ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Số 5 rơi vào cửa sinh, trong sinh, bệnh, lão, tử sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ. Đèn trang trí được bố trí treo tại cột hiên sảnh chính với độ cao nhất định, vừa giúp căn nhà trở nên lung linh, vừa tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt của gia chủ về đêm. Tại vị trí áp mái trên tường thu hồi, mái to cũng như mái nhỏ, chúng tôi bố trí thiết kế ô thoáng thông gió, vừa giúp lưu thông không khí trong nhà, vừa tạo ra điểm nhấn riêng cho công trình. Trong thiết kế nhà vườn, điểm không thể thiếu chính là hệ thống cửa xung quanh nhà. Với không gian sống xanh thì phương án sử dụng cửa nhôm kính hoặc cửa cái gỗ pano kính cường lực 2 lớp là sự lựa chọn tối ưu nhất. Với thiết kế này, từ cửa chính đến cửa sổ cũng như hệ thống cửa phụ, chúng tôi đều sử dụng cửa cái gỗ kết hợp pano kính cường lực 2 lớp, vừa bền với thời gian, phù hợp với kinh phí, lại hứng chọn không gian ánh sáng bên ngoài mà không cần phải mở cửa để tránh bụi bẩn. Hệ thống rèm vừa giúp gia chủ giữ sự riêng tư khi cần thiết, vừa là vật liệu trang trí cho ngôi nhà thêm lung linh. Với phong cách mái thái thì hệ mái rất quan trọng. Nó quyết định sự bề thế của công trình.
Khi quan sát ở góc độ này, quý vị có thể thấy rõ hệ mái đồ sộ bao trùm toàn bộ công trình như chiếc ô lớn che chở và bảo vệ toàn bộ không gian sống bên dưới. Nó như chiếc điều hòa tự nhiên kỳ diệu làm cho ngôi nhà trở nên mát mẻ vào mùa hè và ấm áp khi về đông. Đó là lý do tại sao nhiều người lại ưa thích mẫu nhà mái Thái đến vậy. Việc phân bố công năng bên trong ngôi nhà không chỉ dựa vào hướng đất, phong thủy mà quan trọng hơn chính là nhu cầu và kinh phí xây dựng của gia chủ. Nhà đẹp ATZ luôn nắm rõ những điều đó nên luôn mang đến cho khách hàng sự ưng ý và hài lòng với phương án tối ưu nhất. Sau đây, mời quý vị quan sát công năng sử dụng bên trong ngôi nhà của anh Hải tại Lạng Sơn. Như quý vị đang thấy, trên màn hình là công năng tầng 1 của ngôi nhà. Công trình được thiết kế với chiều rộng là 16,2m, chiều sâu là 7,9m, đã bao gồm sảnh chính và sảnh. Như vậy, tổng diện tích sử dụng của cả hai mặt bằng là khoảng 200m2. Cụ thể, công năng của tầng 1 bao gồm một phòng khách rộng 27,8m2. Tầng 1 được thiết kế 2 phòng ngủ 1 rộng 15,2m2, phòng ngủ 2 rộng 12,2m2, khu bếp rộng 17m2, nhà ăn rộng 14m2. Tầng 1 được thiết kế một khu vệ sinh chung được tách biệt giữa nhà tắm và nhà vệ sinh. Cầu thang được bố trí tại trung tâm căn nhà, giúp việc đi lại trong nội khu và việc đi lên tầng được thuận tiện. Bậc cầu thang được các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm của nhà đẹp ATZ phân chia cẩn thận theo tỷ lệ vàng của công thức lẻ bước chân, kết hợp với thuyết sinh, bệnh, lão, tử, giúp cho việc đi lại dễ dàng, không bị hẫng. Tại cầu thang cũng có thể mở ô giếng trời, giúp lưu thông không khí và đổi mới không khí mỗi ngày. Đi lên tầng 2, công năng được bố trí 2 phòng ngủ. Phòng ngủ 3 rộng 15,8m2. Phòng ngủ 4 rộng 11,8m2. Phòng thờ rộng 14m2, được bố trí tại nơi trang trọng và thông thoáng nhất trong nhà. Phòng sinh hoạt chung rộng 12,5m2. Khu vực sân phơi rộng 7,5m2. Nhà vệ sinh trên tầng 2 được bố trí tại góc trong cùng, là nơi kín đáo và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Như vậy, nhà đẹp ATZ vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn mẫu nhà 2 tầng mái Thái với phong cách vừa hiện đại, vừa cổ điển, với tông màu trắng làm chủ đạo. Khi quý anh chị lựa chọn sử dụng dịch vụ của nhà đẹp ATZ, chúng tôi sẽ đến tận nơi khảo sát hiện trạng khu đất, phong thủy, hướng đất, cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của quý anh chị để đưa đến cho anh chị phương án triển khai tối ưu nhất. Để sử dụng dịch vụ thiết kế của nhà đẹp ATZ, quý anh chị có thể truy cập vào trang web nhadepchannel.com hoặc fanpage Nhà đẹp ATZ. Cách khác, anh chị có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết nối Zalo qua số điện thoại 0985 898 188 đang hiển thị trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý vị có thắc mắc và góp ý, xin hãy comment bên dưới video để được giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.